Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Gò Dầu của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Huyện Gò Dầu đối thoại trực tiếp với nhân dân. Triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Dầu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đại biểu và nhân dân các xã thị trấn cũng tham gia đóng góp các ý kiến, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số tâm tư, nguyện vọng liên quan đến đời sống người dân tại địa phương như: nhân dân xã Hiệp Thạnh đề nghị ban ngành chức năng xem xét đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương bê tông thoát nước của hai đoạn cuối kênh N815 và N813. Lý do không thoát nước kịp gây ảnh hưởng sinh hoạt, canh tác nông nghiệp, gây sạt lở đất. Tuyến đường Trường Chinh thi công chậm, sân vận động cũ bỏ lâu, cần có phương án, đề nghị các ngành chức năng huyện quan tâm hơn. Nhà máy Tanifood nợ công đoàn và bảo hiểm xã hội, cần quan tâm đền hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh của người dân. Các công trình đầu tư trên địa bàn huyện lớn, huyện lưu ý xem mục đích và hiệu quả mang lại. Qua các ý kiến của người dân các địa phương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện trả lời, giải đáp làm rõ các ý kiến, kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại. Nhằm góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của huyện, hướng đến một nền hành chính hiện đại, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu vừa tổ chức tập huấn triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn các bước tiến hành thực hiện nghiệp vụ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Qua lớp tập huấn, giúp các đại biểu nắm vững các bước thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông nhằm phục vụ tốt cho người dân, góp phần cải cách hành chính ngày một tốt hơn trong thời gian tới. Theo quyết định ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Bầu Đồn đã thực hiện được hơn 60 tuyến đường giao thông nông thôn trải nhựa, bê tông hóa với tổng chiều dài hơn 25 km, thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 16 km. Nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân, xã Bầu Đồn đã thành lập 2 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Toàn xã có hơn 1.000 hecta trồng sầu riêng, hơn 40 hecta cây sầu riêng trồng theo chuẩn Việt Gáp và sản phẩm sầu riêng Bầu Đồn đã được cấp giấy chứng nhận OCOP đạt 4 sao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và giúp người nông dân phát triển kinh tế. Ngày 12 tháng 8, huyện Đoàn Gò Dầu tổ chức trao tặng gốc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đến dự có anh Trần Đăng Tiến, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh. Huyện đoàn đã trao tặng 27 gốc học tập cho các em học sinh, mỗi gốc học tập trị giá gần 1,4 triệu đồng, gồm một bộ bàn ghế, đèn, để bàn và một số dụng cụ học tập. Tổng kinh phí là hơn 37 triệu đồng do huyện đoàn vận động câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh trao tặng. Gốc học tập là niềm khích lệ tinh thần to lớn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới, là động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trên con đường học vấn. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự được lực lượng công an xã tiếp nhận và xử lý kịp thời. Thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, đã triệt xóa 2 tụ điểm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, triệt xóa 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, đấu tranh triệt xóa 1 vụ đánh bạc, bắt 16 đối tượng, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm, đã khởi tố 3 đối tượng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phước khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Gò Dầu ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.